arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng cần nghĩ hơi, quyết lâm đạo dạy đời, nhằm phường lập và ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy trinh dự pháp từ, đó là Nhơn Kiều Trận Như, được nệm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hà giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, tịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bức Tha Giá và đạo tràng, chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học ngữ vần nguyên sự và ý nghĩa cao pháp của kinh số 87. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính nhân Bích Thánh Sư ạ. Dạ sa thú lần thời Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con kính lễ chư tăng thượng tọa Minh Hạnh đại đức Tuệ Đức cùng tất cả quý vị có mặt trong diễn đàn pháp quốc kinh ngày hôm nay thứ sáu ngày 27 tháng 8. Chúng ta lại tiếp tục sinh hoạt pháp quốc kinh với câu kệ ngôn mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay, đó là câu số 87, phẩm Pandita, phẩm hiền trí. Trước khi đi vào bài học thì chúng con xin cung thỉnh chư tăng và mời tất cả quý vị chúng ta cùng đảnh lễ tam bảo. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādhemi sakkhato bhagavatā dhammo dhammaṃ namassāmi suppadipanno bhagavato savakasangho sangkhaṃ namāmi. Dạ sa thú sa thú. Dạ Nam mô Bụt Tha Giá. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học đến câu kệ ngôn số 87. Dạ cảm ơn quý vị đã cho biết âm thanh rõ. Dạ quý vị đã sẵn sàng thì chúng ta bắt đầu cho cái bài học ngày hôm nay. Trước tiên thì câu kệ ngôn số 87 có nội dung như sau. Ca hằng tham mang web ba ha ya su khang pa we tha ban di to o ka ano ka ma gam ma vi ve ke ya ta du ra mang can hằng tham mang web ba ha ya su khang suk kang pa we tha ban di to o ka ano ka ma gam ma vi ve ke ya ta do ra mang. Kẻ trí bỏ pháp đen, tu tập theo pháp trắng, bỏ nhà sống không nhà, sống viễn ly khó lạc. Kẻ trí bỏ pháp đen,
tu tập theo pháp trắng. Bỏ nhà sống không nhà, sống viễn ly khó lạc. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. À, tiếp theo thì chúng ta sẽ học về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 87 này. Bản dịch văn xuôi của ngài Inda Chanda Chánh Thân là: bậc trí sau khi lìa bỏ pháp đen nên phát triển pháp trắng. Sau khi đi đến trạng thái không nhà là nơi khó có sự thích thú trong sự độc cư. Câu đầu tiên: Kanhang thamman vipahaya. Kanhang thamman vipahaya. Kanhang có nghĩa là đen, xấu. Đen xấu. Thamman có nghĩa là pháp. Căn hăng thâm măng là pháp đen, pháp xấu. Vipahaya, vipahaya là lìa bỏ, lìa bỏ. Câu kế tiếp: Xúc căn pha vê tha bàn đi tô. Xúc căn pha vê tha bàn đi tô. Xúc căn, xúc căn là màu trắng, trắng, không phải màu trắng mà là trắng, trắng rõ đó, rõ ràng, trắng sáng rõ ràng, nhà trắng sáng rõ ràng. Cái xúc căn này nó cũng kèm với chữ thâm măng đó cho quý vị. Chúng ta không có lặp lại câu trên, nhưng mà chúng ta hiểu là xúc căn thâm măng là pháp trắng, pháp trắng sáng, pháp rõ ràng. Pha-vê-thá là hãy phát triển, hay là nên tu tập, nên phát triển. Nên tu tập, nên phát triển. Bandito là bậc trí. Bandito bậc trí. Bậc trí ở đây chúng ta cũng nên nhớ, chúng ta đang học trong cái phẩm hiền trí. Bậc trí ở đây phải được hiểu ở trong, theo trong Phật Pháp, Phật giáo, chứ không phải đơn thuần là bậc trí là người có sự hiểu biết theo cái thế gian thường tình. Câu tiếp theo đó là Oka Anokama Gamma. Oka Anokama Gamma. Hôm nay có cái bản phông chữ Pali rõ ràng á, cô Nhật Quỳnh á, Sa Thú Lành Thay. Đôi khi có những quý vị chúng ta học những cái từ Pali theo văn bản Latin quen đó, rồi có những cái bản văn bản mà bị phông chữ không có được, giống như là lúc mà chúng ta học thì khó khăn trong cái việc đọc. Hôm nay Tịnh Đạt thấy là có cái phông chữ rất là rõ ràng, trường âm, đoạn âm, rồi dấu chấm rất là tốt. Và Sa Thú, và Sa Thú, và công đức vô lượng, và sư thầy đức Sa Thú Lành Thay. Tiếp theo chúng ta học câu thứ ba đó là Oka Ano Kang Agama. Oka là nhà hay là trú xứ, nhà, gia đình, trú xứ. Tại vì cái từ Oka này cũng là một cái từ ẩn dụ. Dạ, một cái từ ẩn dụ. Cái bài chúng ta học hôm nay nhiều, rất là nhiều từ ẩn dụ. Oka là nhà hay là trú xứ. Anokamagamma chúng ta tách ra
hai từ đó là anukang agamma. Anukang agamma. Anukang thì nó cũng giống như là ô cá ở trên, nhưng mà được thêm vô cái từ là ná ở phía trước, cho nên chúng ta có là anukang phủ định lại là không nhà hay là không có trú xứ, không trú xứ, không nhà, không trú xứ. Agamma, agamma là khi sau khi đi đến, sau khi đi đến. Cái từ này thì chúng ta gặp thường, nhưng mà nó biến bị biến thể cho nên chúng ta khó nhận ra. Đó là cái động từ đi. Câu cuối cùng, câu thứ tư đó là viveke yata duramang, viveke yata duramang. Viveke, viveke là sự độc cư, sự độc cư, sự viễn ly, sự vắng lặng. Chúng ta có cái từ viveke. Sự độc cư, sự viễn ly là sự vắng lặng. Yathā, yathā có nghĩa là tại đó, ở đó. Duramang, chữ duramang này nó xuất phát từ cái từ ramati là thích thú, cộng với lại cái tiếp tiền tố là cái tiền tố du, nó có nghĩa làm cho khó khăn, thích thú, có sự khó, có sự thích thú, khó có sự thích thú. Ở trong cái bản dịch của ngài Minh Châu á, ngài Hòa Thượng Minh Châu thì ngài dịch là khó lạc, khó lạc. Và như vậy thì chúng ta có vừa sơ lược qua về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 87 này. Một lần nữa, nội dung của câu kệ ngôn pháp cú số 87: Kahang thammang vipahaya sukkang bhaveta bandito okano kama gamma viveke yata duramang. Kẻ trí bỏ pháp đen, tu tập theo pháp trắng, bỏ nhà sống không nhà, sống viễn ly khó lạc. Hoặc là bản Việt ngữ của ngài Giới Đức: bỏ nhà mây trắng ra đi, thông dong muôn sự viễn ly thế tình. Pháp đen pháp trắng phân minh, tìm trong an lạc câu kinh khước từ. Nam mô Bụt-thầy-á. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái dung sự cũng như là ý nghĩa của câu kệ ngôn pháp cú này. Dạ, cảm ơn cô Rạng Đông. Thưa quý vị, rằng duyên sự của câu pháp cú này liên quan đến 500 vị tỳ kheo khắp tăng. Và cái duyên sự này không chỉ là riêng một câu pháp cú này không, mà bao gồm cả nhóm, một nhóm 3 câu pháp cú liên tục. Câu số 87, câu số 88, câu số 89. Kẻ trí bỏ pháp đen, tu tập theo pháp trắng, bỏ nhà sống không nhà, sống viễn ly khó lạc. Hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục không sở hữu. Kẻ trí tự rửa sạch, cấu uế từ nội tâm. Những ai với chánh tâm khéo tu tập giác chi, từ bỏ mọi ái nhiễm, không hỷ, hoan hỷ không chấp thủ, không lậu hoặc sáng chối, sống tịch tịnh ở đời. Chúng ta sẽ lần lượt được tìm hiểu duyên sự và ý nghĩa của những câu pháp cú này trong những bài học tiếp theo.
Riêng hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu câu pháp cú số 87. Ở đến vị thì khu khắp tăng, chúng ta gọi là khắp tăng á, sở dĩ rằng không phải như là thời bây giờ chúng ta phân biệt khắp tăng với lại là những cái vị tỳ kheo trụ xứ. Theo cái ý nghĩa bây giờ giống như là có một cái hộ khẩu thường trú hay là vị trụ trì, mà những vị khách tăng ở trong cái văn bản này được nhắc đến đó, có thể là những vị đó trước khi quân du ở nơi khác đã từng trụ xứ ở Chetavana cùng với Đức Phật, và sau khi xuất gia, sau khi tu tập học đạo và tới cái lúc mà chuẩn bị vào cái mùa an cư kiết hạ 3 tháng hạ, giống như là chư tăng đang trong cái mùa an cư thời bây giờ, thì các vị này đã xin những cái pháp môn để mà tu tập rốt ráo trong 3 tháng an cư, và các vị đã du hành đến một cái trú xứ khác ở Kusala. Và sau khi kết thúc an cư kiết hạ 3 tháng thì các vị này đã trở về để mà thỉnh an Đức Phật, cũng như là trình lên những cái pháp môn, những cái kinh nghiệm, những cái thành quả, những cái cũng có nhiều cái trường hợp, những cái thắc mắc, những cái khúc mắc còn cản trở trong cái đường tu. Mong qua cái sự nhắc nhở, khuyến khích cũng như là giải bài Phật thì các vị này có được cái sự lợi ích, có được cái sự hiểu biết sâu rộng. Và trong cái trường hợp này, 500 vị tỳ khưu sau khi đã kết thúc cái mùa an cư kiết hạ của mình tại Kosala đã quay về Chetavana để gặp Đức Phật. Và xem chừng là cái việc tu tập trong 3 tháng hạ của 500 vị này đã gặp cái một số cái khó khăn, cho nên khi mà quay về gặp Đức Phật thì Đức Phật Ngài đã có những cái lời sắc tấn và lời dạy dỗ. Và cái trong cái sự dạy dỗ sắc tấn của Đức Phật thì đã thể hiện qua 3 cái câu kệ ngôn mà chúng ta đang học và sẽ học trong những cái bài kế tiếp. Tiếc rằng thì chúng ta không có biết được cái bài kinh nào liên quan đến cái câu tình huống của 500 vị tỳ khưu này. Chúng ta chỉ biết được qua các ngài chú giải ghi lại, đó là 500 vị tỳ khưu này sau khi an cư kiết hạ về gặp Đức Ngài đã nhở sắp tấn và kết thúc bằng 3 cái câu kệ ngôn này. Và thông qua 3 câu kệ ngôn này thì chúng ta có thể đoán chừng biết được rằng Đức Phật Ngài đang sắp tấn cho cái đời tu, cái đời xuất gia cần phải có những cái chú ý, cần phải có những cái lối sống. Giống như là Ngài nói rằng khi mà xuất gia rồi đó, khi mà đã là một cái vị rời bỏ thế tục rồi đó, thì cố gắng là lìa bỏ cái pháp đen, lìa bỏ cái pháp mà không có tốt. Và bên cạnh đó cũng cần phải tu tập, cần phải phát triển cái pháp trắng, cái pháp trong sáng. Và bên cạnh đó đó là cần phải có cái sự sống viễn ly, vân vân, ở trong cái câu kệ 88 và 89 tiếp tục chúng ta sẽ học. Và qua những cái lời sắp tấn nhắc nhở của Đức Phật thì các vị đã
đã rất là hoan hỷ và đã thành tựu những cái sự đạo quả của mình thông qua cái lời nhắc nhở. Thưa quý vị, rằng chúng ta hãy hình dung đó là không phải những cái vị tỳ khưu 500 vị này khi mà về gặp Đức Phật trình bày những cái thời gian sinh hoạt trong 3 tháng an cư, rồi Đức Phật này đọc lên 3 câu kệ này không, mà 3 câu kệ pháp cú này mà chúng ta học đó, đó là những cái lời tóm tắt, những cái lời trúc kết. Còn trong cái quá trình thì chúng ta có thể hình dung đó là những cái bài kinh tạng mà chúng ta đọc đó, Ngài dạy rất là chi tiết, Ngài dạy rất là cặn kẽ. Đức Phật Ngài dạy với cái sự đó là làm sao cho những cái vị đệ tử của mình có thể thấy rõ được cái giáo pháp một cách tường tận nhất có thể. Ngài không có giấu giếm, Ngài không có từ nan cái công lao cực khổ. Cho nên không phải đơn thuần là 500 vị này chỉ cần nghe 3 câu kệ ngôn này mà chứng đắc được đạo quả. Cũng có những cái trường hợp mà Đức Phật thì Ngài chỉ nhắc lại một cái ý pháp rất là ngắn, nhưng mà có những trường hợp Ngài thuyết một cái bài kinh rất là dài và Ngài thì lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, giống như những cái bài kinh Trường Bộ Kinh, những cái bài kinh trong Trung Bộ Kinh mà chúng ta đã có cái cơ hội đọc qua. Quay lại cái câu kệ ngôn số 87 này, lúc đầu Tịnh Đạt có nói rằng ở trong câu kệ ngôn này có nhiều cái từ ẩn dụ mà Đức Phật Ngài muốn nhắn gửi, đúc kết qua cái lời sắp tấn của Ngài. Thứ nhất mà chúng ta để ý thấy đó là cái từ can hăng thâm măng. Can hăng thâm măng là cái pháp chúng ta vừa học ở từ vựng là cái pháp đen hay là pháp xấu, đen tối. Cái pháp đen này không phải là cái pháp màu đen mà là cái sự xấu xa, nói về cái mặt trái, nói về cái mặt tiêu cực. Cái pháp đen trong phần chú giải, thưa quý vị, rằng có cái sự giải thích cho chúng ta được rõ ràng, đó là những cái pháp bất thiện, đó là những cái pháp bất thiện. Và những cái pháp này được nói một cách rõ ràng hơn, đó là những cái pháp bất thiện mà chia ra bắt đầu từ cái gọi là thân thân ác hạnh, thân động xấu, khẩu ác hạnh hay là lời nói không tốt đẹp, và ý ác hạnh là cái sự suy nghĩ không có tốt đẹp. Đó là cái phần chú thích của các ngài chú giải thêm trong cái từ gọi là can hăng. Nếu không có sự chú giải này thì chúng ta sẽ rất là mập mờ và dễ hiểu lầm và hiểu can hăng. Thì chúng ta có tìm hiểu qua cái giáo lý thì chúng ta biết rằng cái từ can hăng thâm pháp, ba cái cửa đó là thân, khẩu và ý. Thân á, trong cái pháp bất thiện mang tới cái thân á, thì chúng ta có thấy rằng thân sắc sanh, thân trộm cắp, thân tà dâm, đó là cái sự liên quan đến cái thân ác hạnh hay là cái những cái việc ác xấu liên quan tới thân. Và khẩu ác hạnh liên quan đến cái không thật hay là nói dối, nói lời độc ác, nói lời chia rẽ,
nói lời vô ích nhảm nhí. Và cái là cái sự không tốt của về cái sự suy nghĩ suy tư, suy nghĩ suy tư liên quan đến tham, tham liên quan đến sân, não hại, hận thù, và liên quan đến cái sự si mê tà kiến. Thì đó là một cái ý nghĩa sâu rộng thêm trong cái từ Kanhang Thammang mà chúng ta được biết, đó là cái pháp đen. Tiếp theo thì Đức nói rằng những cái pháp đen này cần phải từ bỏ, Vipahaya. Ngài khuyên các đại đệ tử của Ngài cần phải từ bỏ, cần phải tránh xa, cần phải chặt đứt, cần phải ngăn chặn. Tức là Ngài khuyên hãy cẩn thận, hãy chánh niệm với cái việc làm qua thân, qua khẩu và ý. Kế tiếp thì Đức Phật Ngài Ngài lại khuyến khích sắc tấn hãy tu tập theo pháp trắng, hay trắng sáng hay là sáng tỏ xuất căn. Và cái pháp sáng, trắng sáng ở đây ở trong chú giải là tiếp tục, là tiếp tục cho ta chúng ta biết đó là những cái pháp liên quan đến thân thiện hạnh kaya sucharita, liên quan đến khẩu thiện hạnh, liên quan đến ý thiện hạnh. Thì liên quan đến thân khẩu ý thiện hạnh thì nó ngược lại với lại thân khẩu ý ác hạnh. Thí dụ như là thân ác hạnh thì là thân sát sanh, thì thân thiện hạnh là thân không sát sanh, thân không trộm cắp, thân không tà dâm, vân vân. Và đặc biệt hơn nữa đó là Đức Phật ngày khuyên cái sự ngày sắp tấn cái việc mà là cố gắng để phát triển những cái thiện sự này, không phải là để có được cái phước đức, có được cái phước báo, hay là chỉ ở trong cái đời này, chỉ trong cái khoảnh khắc này, mà Ngài có khuyên dạy rằng hãy cố gắng phát triển và gìn giữ thân khẩu ý thiện hành từ ngay bây giờ cho đến khi nào chứng đắc được đạo quả án. Phải sự triển mạnh mẽ. Và trong cái câu kệ kế thấy đó là từ Oka Anokan, hay là chúng ta nói cho dễ hiểu luôn là Oka Anoka. Từ này ta vừa học có từ vựng đó là ngôi nhà, không phải nhà mà là nhà hay là trú xứ. Anoka thì là không nhà, không trú xứ. Không nhà, không trú xứ. Chúng ta hiểu một cách đơn giản đó, thì đó là cái việc Đức Phật Ngài nói đến cái việc xuất gia, một người rời khỏi gia đình, sống không gia đình, thì được gọi là Oka Anoka Agama. Tức là người từ có nhà đi đến không nhà, từ có gia đình đi đến không có gia đình, thì là một cái người xuất gia, một cái người cách ái, không còn bị ràng buộc bởi phiền nhiễu của thế sự. Quý vị biết rằng cái việc xuất gia đó thì không phải chúng ta nói rằng là xuất gia là xong. Trong cái xuất gia nó còn cái nhiều cái chuyện để mà bàn nói. Nhưng quý vị đồng ý với Tịnh Đạt rằng khi mà mình chưa xuất gia
Nhưng mà mình sắp xếp được một ngày, một buổi mà chúng ta vào chùa đó, thì tự nhiên tâm, thân tâm của chúng ta cũng có cái sự an lạc. Chúng ta nhín ra một cái thời gian 3 ngày, một tuần lễ, chúng ta ở xuyên suốt ở trong một cái trường thiền, là chúng ta cảm giác rất là thoải mái, rất là an lạc. Bởi vì sao thưa quý vị? Cái thứ nhất đó là chúng ta tạm thời gác lại các cái công việc trong nhà, giống như là phận sự buổi sáng, quét dọn, chăm sóc cây kiểng, nấu sáng, đi chợ, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, những cái công việc phận sự ở nhà. Mà bây giờ chúng ta ở trong trường thiền, ở trong chùa, thì chúng ta không có cần quan tâm những cái việc đó nữa. Chúng ta có nhiều cái thời gian để mà quan tâm đến cái tâm của mình hơn. Đó là lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai mà các vị cảm thấy khỏe, cảm thấy an lạc, đó là chúng ta thoát ra ngoài, tạm thời thoát ra ngoài cái ngôi nhà lửa. Ở đây Tịnh Đạt muốn nói không phải là ám chỉ tất cả các cái gia đình chúng ta là cái chốn không đáng về, mà thật sự thưa quý vị rằng chỗ nào có hạnh phúc thì chỗ đó có đau khổ. Và cái ngôi nhà của mình đó, dù muốn dù không chúng ta cũng phải về đó, chứ chúng ta đâu có đi đâu được. Thì không có thời gian sống ở trong nhà, trong một ngày, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm, cái việc mà chúng ta gặp nhau, đối diện với nhau, cư xử với nhau, hay là những công việc mà làm cho mình bị phiền tối nhiều hơn là làm cho mình vui vẻ, cái điều đó phải thực sự là công nhận cái điều đó. Không có ngôi nhà nào, ít có ngôi nhà nào mà mãi có tiếng cười được. Mà chúng ta tự thống kê lại trong một cái ngày ở trong nhà, hoặc trong một cái thời gian ở trong nhà đó, thì chúng ta thấy rằng mà phiền, đói bụng, rồi dơ nhà, rồi phải giặt giũ quần áo, rồi vân vân các thứ, tiếng ồn, thì chúng ta thấy rằng rất là phiền tối. Cái thời gian nhiều hơn cái thời gian vui. Chỉ có những cái gia đình nào cố gắng lắm, thu xếp gọn lắm, thì không có quá phiền thôi. Nhưng biết rằng trong cái bệnh cách thầy ngoài đường luôn đó, ở Việt Nam, ở Sài Gòn đặc biệt, thì Tịnh Đạt ở Bình Phước, không có sống ở trong Sài Gòn, Đạt tưởng được cái sự gọn ở trong một cái gia đình ở Sài Gòn. Ở nhà trong phần rộng nhà thì nhiều người, ngày bình thường thì chúng ta đi làm hết rồi, người lớn thì đi làm, con nhỏ thì đi học, chỉ có buổi tối là trở về ăn, tắm rửa rồi ngủ. Ngôi như là chỗ để mà có chỗ thôi. Đa phần là ở ngoài đường, ở công ty, ở trường học. Mà cái thời gian này là cái thời gian không được đi ra ngoài, không được đi đâu hết. Thì tất cả, và nó có hai tình huống để xảy ra. Thứ nhất đó là bình thường không có thời gian nhiều, gia đình sum họp sum vầy, và cái thời gian này là cái thời gian, khoảng thời gian tận hưởng cái tình cảm gia đình. Cái trường hợp thứ hai, bình thường á, do là ai cũng vắng nhà, cho nên không khí ở trong nhà giữ được cái mối tình cảm tốt đẹp. Còn bây giờ thì đụng mặt nhau hoài từ sáng cho đến tối, thì cái trường hợp xấu đó là sẽ gây ra những cái khó chịu, bức xúc, lời qua tiếng lại. Và Tịnh Đạt có hình dung rằng cái trường hợp thứ hai nó sẽ dễ xảy ra hơn là trường hợp nó gọi là cái dịch bệnh ai cũng rất là căng thẳng, cái thức ăn thì thiếu thốn,
chuyện đó thì có. Phải nói rằng một cái thời kỳ rất là khó khăn đối với những gia đình phải ở chung chật hẹp ở Sài Gòn, và kể cả những người ở phòng trọ cũng vậy. Bởi vì tôi rất là thông cảm. Thì quay lại xuất gia khuyên á, đó là mà chỉ là cạo đầu đắp, mà nó còn một cái là to lớn, đó là giúp mình tránh đi cái phiền phức mà cái rủi ro phải gặp khi mà sống tại gia cư sĩ. Dạ, đó là một nào đã từng mà xuất gia vào trong chùa, hoặc là có cái thời gian cư sinh sống ở trong chùa đó, chúng ta sẽ cảm nhận được. Thì đó là cái điều mà trước tiên chữ từ ô cá và anu cá. Nhưng ở đây còn một cái ý nghĩa sâu hơn ở trong cái từ ô cá anu cá, là từ nhà có đi đến sống không nhà, mà Đức Phật ngài muốn nói, các vị chú giải có giải thích thêm cái từ nhà hay là không nhà, nhìn hay là đình, nó còn một cái ý nghĩa lắng sâu là cái sự ngôi nhà lửa, cái ngôi nhà tham sân si, cái ngôi nhà luân hồi. Và cái việc mà từ bỏ, từ cái việc luân hồi đi đến không luân hồi, tức là đi sự giải thoát niết bàn, thì đó là cái việc ý nghĩa các ngài chú giải có giải thích thêm ở trong cái từ ô cá anu cá. Và kế tiếp đó là Đức Phật ngày khuyến khích sắp tấn thêm cho các vị tỳ khưu, đó là sống viễn ly, đời sống viễn ly. Thì gia cũng như là cái việc sống viễn ngày dễ, ngày dễ. Thì, và một cái khuôn khổ và phải bản để mà cải thiện. Còn như những người cư sĩ tại gia, chúng ta có nhiều cái phần rộn với công việc, với lại thì hội để mà đồng nhìn lại bản thân, xem chừng bản thân mình có đang lời vốn hay là đang có lãi, hay là đang có cái sự thâm hụt vốn. Cái vốn ở đây Tịnh Đạt muốn nói là cái vốn là người, làm người, cái vốn được là người có cái sự hiểu biết, cái vốn làm người có trí tuệ, và cái vốn làm người được biết. Đơn giản không cần phải suy nghĩ về cái giải thoát, mà chắc đi từng cái quý vị để mà chúng ta để đừng cho cái việc làm của mình nó quá trớn đó, là làm sao để mà có những cái suy nghĩ sắp tấn bản thân mình. Và mình ra đời sinh lại là một cái là nam dù là nữ,
Dạ bạch sư, đạo tràng chúng con nghe không được liên tục, con thỉnh sư rời rung rồi sư trở lại bạch sư. Dạ cảm ơn rằng đông. Dạ con cứ nghe Đức Quảng nghe không có được bạch sư. Dạ quý vị, con nghe lại được chưa? Là sẽ cố gắng để được lại chưa ạ? Dạ 1212. Dạ dạ thưa sư, đạo tràng chúng con không có nghe được bạch sư, chỉ nghe được một tiếng xong rồi là mất luôn. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Dạ, con nghe được một tiếng rồi là con bị mất luôn, đạo tràng không nghe được bạch sư. Dạ, con kính nhân bích sư, sư thử lại ạ.
những cái chuyện mà còn nữa rồi các cái bài chúng ta có cơ hội để mà học cái từ cũng như ý. Dạ, rồi càng hoan hỷ cho trong giây lát á, nhà sư đã đi ra ngoài rồi. Hôm nay chúng mình nghe ổn quá, hai thằng đông ha, sư đang giảng rất là hay, nghe không được, rất là uổng. Dạ, con thấy sư bảo trở lại rồi, con thỉnh sự cầm bích trở lại bạch sư, mong rằng vậy này sư giảng cho hết giờ được ạ. Dạ, alo. Quý vị nghe nhưng mà nói tiếp. Thôi chắc không có rồi. À, chúng ta còn cơ hội ở những cái bài học kế tiếp. Hôm nay Đức Phật ngài ngài khuyến khích lệ cho các vị tỳ kheo sau khi nhập hạ về bằng những cái lời sắp tấn. Tức là phải bỏ những cái pháp, lìa bỏ những cái pháp đen, những cái điều không tốt qua thân khẩu ý, và tiếp tục thực hành những cái pháp điều tốt qua thân khẩu ý, hướng đến sự giải thoát, đến khi giải thoát Niết Bàn, chứ không phải là một ngày một giờ. Và ngài khuyến khích cái việc xuất gia sống viễn ly, sống độc cư viễn ly. Thì qua đây chúng ta cũng cố gắng để mà nương theo cái lời dạy của Đức Phật, cái lời sách tấn của Đức Phật. Chúng ta hãy cố gắng kiểm soát thân tâm ở trong cái đời sống hàng ngày, và cố gắng để mà giữ được cái thân tâm mình cho được bình yên, nhất là trong cái mùa dịch bệnh có nhiều cái sự khó khăn này. Mong rằng tất cả những cái điều khó khăn đó sớm được mau chóng qua khỏi, cho được mọi người trở lại sinh hoạt bình thường. Chứ quý vị ở nhà thật sự ra thì cũng rất là buồn chán, cũng rất là nhớ chùa. Có nhiều vị người ta đến chùa lâu quá không đến chùa được, giờ cũng nhớ chùa lắm rồi. Thì mong rằng cái phước lành tất cả chúng ta tạo ra nơi đây, nguyện cầu cho được cái dịch bệnh sớm có được cái liệu pháp để mà kiểm soát một cách nhanh nhất, tốt nhất có thể. Mình xin được kết thúc cái buổi chia sẻ qua câu kệ ngôn 87 ở đây. Xin một lần nữa xin chư phước đến chư tăng chư thiên, xin chia điều quý vị vua Sư Ca Mâu Ni Phật. Dạ, chắc là không còn không rương truyền nữa, không có ổn nữa, thì mình này xin kết thúc. Mời quý vị chúng ta hồi hướng ạ. Xà tu lành. Dạ, xà thú lành thay. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt, và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính nhân mít đính sư. Togato subamangalang rakhan tu sapede gota subabuddha nu pha vena sada sote ivawan tu te bagato subamangalang rakhan tu sapede gota subanhamma nu pha vena sada sote ivawan tu te bagato subamangalang rakhan tu sapede gota subasangha nu pha vena sada sote ivawan tu te.
tất cả phương pháp có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lễ thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức đã vào room chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đề quá ta san ti quy ha ra qua si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hình ta hình ta tham ma đa đề na pa văn tu vu chi ta so thiền ca ron te tha vi ha ra măng đa lê thề ra cha mát cha na qua ca cha bít kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra Sappana Bhuta Sukhita Bhavantu Te Chana Bhuja Yepi Chana Sampawa Samseda Chata Thavo Papatika Niyani Kang Thamma Vajrang Bhatit Chate Sappe Pidukha Sakharontu Sankhayan Thatu Chirang Satang Thammo Thầm ma tha ra cha bốt ga la sẵn khô hô tu sa mắc vô hoa Át tha ya cha hi ta ya cha Âm hề ra khăn tu sắp thầm mô Sắp về bi thầm ma cha ri nô Bút thìm sâm pa phu nay ya ma Thầm ma ri ya pa về đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử. Đã kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam và trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cấm dân xin xuống mic.